Hôm nay thì review cho các bạn xem một cái máy ép 20 tấn. Cái này là HL630B của Hilli nhá. Cái máy này thì nó sẽ đi theo cái bộ má của nó là từ 25 cho tới 630. Đấy, có cả màn hình LCD này. Đây, hiển thị lực ép và các thông số ở đây. Bây giờ là test cho các bạn xem. Đi theo nó là gồm hai quả pin 5A nhá. Hiệu Hilli luôn. Hai quả pin 5A, một cái sạc. Một cái sạc hiệu Hilli LCD đây luôn. Cái này đây, cái màn hình của nó này, nhiệt độ làm việc này, các kiểu này nhá. Ép đủ lực thì tự nó về. Cái này thì có thể nhấn liên tục luôn được, ép luôn tục, không cần đợi về hết đâu. Ép luôn. Ép luôn. Đấy, có nút xả tay đây này, ví dụ mình ép lên này. Mà muốn xả tay thì bấm vào đây nó về này, nháy cái đứng yên, ép luôn được. Đấy, cái bộ má của cái này thì nó là rất là dày luôn. Rất to, rất dày. Một bộ thì gồm là sẽ gồm là hai pin đây, gồm một bộ full nó sẽ bao gồm như thế này, gồm hai pin này, một sạc này, má ép đủ từ 25 cho tới 630. Cái này lực ép của nó là 20 tấn.